Ủa quên. Chào các em. Trực tiếp chưa nhỉ? Rồi, chào các em. Hello các em. Đầu tiên là các em chuẩn bị cho thầy hai cái máy tính đây nhá. Thầy sẽ gì nhỉ? Bài chúng ta cách lưu đáp án trong máy tính ở cả hai máy này luôn. Và tất nhiên là khi đi thi ấy, thì các em cố gắng làm sao nha, mang cỡ ít nhất là hai cái máy đi các em ạ, hai cái máy đi nhé các em. Đầu tiên là gì nhỉ? Tại sao lại chúng ta lại phải lưu đáp án trong đề? Thì tất nhiên là đây là một bí mật, nhưng mà chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Đó là chúng ta chờ một tí nữa cho các bạn vào rồi chúng ta like luôn nha các em. Thầy cũng vừa dạy xong và thầy tranh thủ bay cho các em cách lưu đáp án để mà chúng ta phát hiện được cái gì nhỉ? Có thể tận dụng được cái thời gian mà chúng ta làm môn hóa và môn sinh ấy, để chúng ta nghỉ môn lý chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đầu tiên là các em nhớ cho thầy là chuẩn bị cho thầy cả hai máy nhá. Một máy là Vinacast này, còn một máy này thầy gọi là Vinasoy này, được chưa? Đấy. Thì Vinacast, Vinasoy đấy nha các em. Cái giai đoạn hiện tại thì nhiều bạn chắc là phải học, đặt mục tiêu là một ngày mình phải học được buổi sáng bao nhiêu tiếng, buổi tối bao nhiêu tiếng và buổi chiều bao nhiêu tiếng đấy, đúng không ạ? Đấy, nếu như mà một ngày ấy, thường ấy, thì trung bình một buổi sáng như vậy chúng ta phải tận dụng được khoảng 4 tiếng, buổi chiều 4 tiếng và buổi tối 4 tiếng. Tổng là 12 tiếng, trừ những buổi đi học thì không nói. Được chưa các bạn nha? Đấy. Các bạn đợi các bạn vào một chút rồi chúng ta xem nhé. Ở đây thầy có một cái hai cái máy đúng không? Một là Vinacast và một là VN Plus. Thì đây là một cái đề và đây là đề thi minh họa của bộ lần 3. Thì thầy sẽ like trên chính cái đề này. Chúng ta xem luôn để chúng ta biết là chúng ta cần phải lưu đáp án như thế nào. Đấy. Thì các em nhớ này. Đấy, thầy sẽ bắt đầu luôn nha các em. Chúng ta nhớ này. Thứ nhất là lý do tại sao chúng ta lại cần phải lưu đáp án. Lý do này. Chúng ta biết năm nay chúng ta thi tổ hợp môn là toán, lý, hóa và sinh cùng một gì ạ? Cùng một tờ đề đáp án. Thì cái tờ đề đáp án ở đây chúng ta có tổng cộng là có 120 câu, đúng không? 120 câu thì 40 câu đầu dành cho môn lý, đúng không? 40 câu tiếp theo là từ câu 40 đến từ câu 41 đến câu số 80 là dành cho môn hóa, và 40 câu cuối cùng là dành cho môn sinh. Vậy thì những năm nay mà những bạn mà thi vào gì nhỉ? Thi khối A1 này thì thi là toán Anh lý, hoặc là khối A là toán hóa và lý. Đấy, thì những bạn sẽ có một chút lời hơn so với những bạn thi khối B hoặc là khối những khối khác. Vì lý do là gì nhỉ? Lý do là chúng ta được làm môn lý đầu tiên thì tâm lý thường nó thoải mái hơn, đúng không ạ? Và lúc đấy cái sức khỏe nó cũng chưa đi xuống, bởi vì chúng ta biết là cái thời gian thi ở trong phòng thi thì nó rất là nóng, được các em nha. Đấy, thì đây là tờ đề minh họa lần 3. Thì tại sao chúng ta cần phải lưu đáp án? Thì lý do là gì nhỉ? Khi chúng ta thi xong môn môn lý, đúng không ạ? Chúng ta thi 50 phút xong môn lý, thì sau khi thi trong môn lý xong thì chúng ta làm tiếp môn hóa và môn sinh. Thì khi mà thi môn hóa và môn sinh thì người ta không gì ạ, thu tờ đáp án của các em, mà người ta vẫn giữ tờ đáp án lại, đúng không ạ? Thì khi mà giữ tờ đáp án lại thì nghĩa là đồng nghĩa việc là chúng ta có thể sửa đổi đáp án của môn lý, có thể sửa đổi đáp án lý thêm bớt hoặc sửa đổi nếu chúng ta phát hiện được đó sai đấy, hoặc là nếu như chúng ta phát hiện là chúng ta chưa đúng một chỗ nào đấy, được chưa các em nhỉ? Thế giả sử trong đề thi, bây giờ chúng ta sẽ nói trước là trong đề thi chúng ta sẽ gặp những trường hợp sau đây ở trong đề các em ạ. Thế cho các em 4 trường hợp mà chúng ta có thể gặp ở trong một đề thi. Trường hợp 1 nhé các em. Trường hợp 1 đó là khi chúng ta đọc đề, và chúng ta biết cách làm luôn nhé các em. Thì nếu như mà trường hợp này rơi vào trường hợp này, biết cách làm luôn ấy, thì quan điểm của thầy là ví dụ như cái câu này chẳng hạn, câu 2 này chẳng hạn. Đặt vào hai đầu một hiệu điện thể có tần số góc omega và hai đầu là mạch, đúng không? Gồm có R mắc nối tiếp với tụ C, hệ số công suất. Thì câu này chúng ta là hệ số công suất cốt phi
thì bằng cái gì các em nha? R chia Z, đúng không? Mạch này thì chỉ có R và C, thì tất nhiên là ở đây nó sẽ bằng R chia cho cắn của ZC bình cộng R bình. Thì đối với những câu làm được rồi này thì chúng ta sẽ gì đấy? À, ZC bình thì chúng ta chú ý này. Đáp án này loài đúng không? Đáp án loài đúng không? Đáp án loài luôn đúng không? Đây là mũ trừ 2 là 1 trên omega C bình đấy. Thì câu này đáp án câu này là B đúng không? Thì những câu mà làm được rồi chúng ta không cần đánh dấu, đó là trường hợp 1. Thế trường hợp 1 là những câu mà chúng ta làm sao nhỉ? Đọc cái làm được luôn, đúng không em nha? Trường hợp 2. Trường hợp 2 là đọc đề. Đọc đề. Làm được. Làm được. Những cái trường hợp này nó lại không ra đáp án, không ra đáp án. À. Thì trường hợp này là thốn nhất đấy các em này. Nó tiêu tốn nhiều thời gian nhất của các em này. Vậy thì rơi vào trường hợp này chúng ta cần phải làm gì? Đấy. Thì theo quan điểm của thầy nhá, rơi vào trường hợp này ban đầu chúng ta chưa vội, chưa, tức là khi mà chúng ta thường ấy thì không đọc đề mà làm được, mà định hướng được cách làm mà là chưa ra đoạn ấy, thì thường các em rơi vào một số lỗi như là đọc thiếu đề này, là chưa đổi đơn vị này, hiểu nhầm bản chất này. Đấy. Hoặc là gì nhỉ nhỉ? Hoặc là chúng ta có thể là trong quá trình tính toán chúng ta tính toán sai. Thì theo quan điểm của thầy thì đối với trường hợp này chúng ta kiểm tra nhanh, kiểm tra lại một bước đầu rất nhanh. Nếu như bước đầu kiểm tra mà không thấy lỗi, bỏ qua luôn. Lý do là gì nhỉ? Chúng ta mà kiểm tra xong mà chúng ta gì nhỉ? Không phát hiện ra lỗi. Trường hợp mà phát hiện ra lỗi thì chúng ta đánh luôn, đúng không? Đánh luôn đáp án. Chúng ta sửa luôn. Còn trường hợp mà không phát hiện ra lỗi thì các em rất tâm lý. Thì theo quan điểm của thầy câu này, dàn câu này chúng ta bỏ qua đã. Đủ chưa các bạn nha? Tiếp nhá. Lại thứ ba, trường hợp 3. Trường hợp 3 là đọc đề xong, đọc đề xong thì các em thấy là đề nó rất dài. Đề nó dài, hoặc là những câu định hướng được cách làm. Định hướng được cách làm. Định hướng được cách làm. Nhưng mà chúng ta hiểu là cách làm nó dài, cách làm nó dài. À, xác định đọc câu này em gặp dàng rồi, đúng không ạ? Em gặp dàng rồi, rồi là em đã biết cách làm rồi. Nhưng mà câu này nó làm dài các em ạ. Thì theo quan điểm của thầy, lượt một chúng ta cũng chưa cần phải làm. Đấy, bởi vì khi mà làm chúng ta rất mất thời gian các em ạ. Hãy tìm những câu dễ làm trước. Được chưa ạ? Hãy tìm những câu dễ làm trước. Đấy, bởi vì câu lượt một các em nhá, thường thì trong đề có 30 câu là dễ. Đấy, bạn thật sự là 30 câu là dễ các em ạ. Nên các em tìm những câu này làm trước. Còn những câu dài các em tạm thời bỏ qua. Trường 4. Trường 4 là đọc đề. Đọc đề. Và các em thấy là nó chưa gặp dàng bao giờ. Chưa gặp dàng. Chưa gặp dàng. Thì chắc chắn là trường hợp này sẽ bỏ qua lượt đầu rồi đúng không? Lượt đầu không thể là làm cái này được. Đúng chưa các bạn nha? Đấy, đấy. Nên là gì nhỉ? Nên là cái trường hợp này gặp dàng à gì nhỉ? Đọc đề nhá các em, gặp dàng, chưa gặp dàng, chưa gặp dàng này bao giờ, hoặc là câu này là câu khó. Thì quan điểm của thầy bỏ qua cái đã. Cuối giờ có thời gian thì bắt đầu làm. Còn cuối giờ mà không có thời gian thì theo quan điểm của thầy nên là rắn đúng luôn. Được chưa? Đấy, tiếp này. Chúng ta nhớ cho thầy này. Trong phòng thi ấy, thì thường thì chúng ta rất tâm lý. Và chúng ta mà không biết cái cách điều chỉnh tâm lý rất nguy hiểm em ạ. Đấy, ví dụ như tâm lý ở đây là gì? Thì tâm lý ở đây thì chúng ta phải nhớ cho thầy những cái điều này này. Khi mà vòng thi, đầu tiên là không được dừng ở một câu quá lâu. Bởi vì khi dừng ở một câu quá lâu nó làm cho các em nó nếu như một lúc mà không ra nó rất mệt mỏi. Thứ hai, đó là gì nhỉ? Không nên là gì nhỉ các em nhỉ? Tức là phải có bước kiểm tra lại. Các em mà không có bước kiểm tra lại là các em sai những câu rất lỗi, rất ngớ ngẩn, về nhà là gì nhỉ? Bắt đầu đập đầu, đập tai rồi tại sao mình không cẩn thận hơn rồi thế này thế kia. Theo quan điểm của thầy ấy, thà là chúng ta suy nghĩ một câu khó. Đúng không ạ? Suy nghĩ một câu khó. Mất rất nhiều thời gian để ra được một câu khó. Thì nếu như mà chúng ta dành cái thời gian đấy để kiểm tra lại đề, đôi khi chúng ta còn phát hiện ra được là mình đang sai ngớ ngẩn cái này cái kia, và cần phải mình còn lấy được điểm nó còn đơn giản hơn cơ. Bây giờ nhỉ, nguyên tắc đây là thầy nói những bạn chinh phục điểm cao một chút, điểm 9 và điểm 10. Thì nguyên tắc của việc chinh phục điểm 9, điểm 10 là thứ nhất, đó là phải làm đúng cả câu dễ, làm đúng tất cả câu dễ. Câu dễ đó là điều thứ nhất rồi. Mà tất nhiên để làm được những câu dễ này thì chúng ta cần phải có chắc kiến thức. Thứ hai này, không những làm đúng, các em cần phải làm nhanh. Làm nhanh. Lý do là gì nhỉ? Giả sử như một bạn làm được 36 câu, đúng không ạ? 36 câu đầu đúng hết, 36 câu đầu đúng hết, nhưng mà làm mất 50 phút.
Tức là chúng ta không còn thời gian để làm bốn câu khó nữa, bốn câu khó nữa. Và lúc đấy chúng ta cần phải random, đúng không? Vậy thì chắc chắn là random ấy thì chắc chắn là nó không 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 được cao rồi. À, không 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 được điểm tuyệt đối rồi. Đấy chưa? Sản xuất là may mắn. Thế thì để làm được câu khó, để có thời gian làm đề ấy, thì các em cần phải làm nhanh những câu dễ. Và những cái lớp luyện đề của thầy, thầy hay ép thời gian là 27 câu mà trong vòng 15 phút đấy. Còn 13 câu thì chỉ làm trong những cái thời gian còn lại thôi. Được chưa? Thì lúc đấy chúng ta mới đủ thời gian để đây là 36 chia cho 40 câu, Đấy. Thì chúng ta mới đủ thời gian làm những câu khó được. Tức là điều kiện để đạt điểm 10 là phải chắc câu dễ và có thời gian để làm câu khó. Bởi vì thực chất mà không có thời gian để làm câu khó thì lấy đâu ra điểm 10, nó biết rằng túi rằng là chúng ta biết cách làm bốn câu khó đấy mà không có thời gian thì cũng không được. Vậy thì đề thi năm nay nó có một cái lỗ hổng thế này các em nhá. Đề thi năm nay có một cái lỗ hổng thế này này. Chúng ta nhớ cho thầy là đề thi năm nay có một lỗ hổng, đó là chúng ta không bị thu tờ đáp án. Đúng không ạ? Giả sử chúng ta có thầy đang lấy theo đề thi minh họa của bộ lần 3 đấy. Đấy, giả sử chúng ta có bốn câu cuối là câu số 37 là đáp án là 50 này, 60 này, 70 này, 80 này, à 40 này. Câu số 38 đáp án là 40, 35, 50, 45. Câu số 39 50, 60, 30 và 40. Câu số gì ạ? 40, 8,5, 8, 7,5 và 7. Thì những câu này chúng ta chưa làm được và cũng không đủ thời gian để làm ở trong 50 phút của giờ lý. Vậy thì chúng ta không bị thu đáp án nhưng chúng ta bị thu mất tờ đề. Thì điều đầu tiên là các em phải nhớ được đề. Chúng ta phải nhớ được đề. Tất nhiên là theo thầy quan điểm mà chúng ta đọc thì chắc chắn là sẽ nhớ thôi. Đọc vài lần sẽ nhớ đề. Thì sau khi chúng ta nhớ đề xong nha các em, thì chúng ta sẽ lưu. Bây giờ vấn đề là sau khi giả sử như làm được rồi thì làm sao để biết được đáp án đề là gì. Thì bây giờ thầy sẽ bày cho cái cách để lưu đáp án. Đầu tiên là thầy bày trong cái máy tính Vinacan này trước. Đúng không ạ? Vinacan này trước. Thì cái Vinacan này thì nó tất nhiên nó tốt hơn cái Vinasoy này, Vinenflut này, thầy gọi là Vinasoy đấy, được chưa? Thì chúng ta dùng trong Vinacan này nhá, thì thầy sẽ bày cho cách lưu như sau này. Thầy có hai cách lưu, cách một là cách lưu đơn giản nhất và cách này thì nhiều bạn cũng đã biết rồi. Cách một như sau. Giả sử chúng ta có câu số 37 mà đáp án này nó có bốn đáp án là A là 50, B là 60, D là 7, C là 70 và D là 40. Thì chúng ta sau khi chúng ta đọc D xong chúng ta nhớ D thôi nhé. Thì các em phải nhớ được đáp án. Vì chúng ta không cần nhớ mà chỉ cần có máy tính nên nó nhớ cho. Với cách làm như sau này. Giả sử ở đây là câu số gì đấy? Câu số 36. Đấy, thầy xem đây nhé. Câu số 36. Đáp án A là 80. Đáp án B là đáp án B là 100, đáp án C là 20 và đáp án D là 40. Thì cách lưu như sau. Đầu tiên các em nhớ dãy số 36,80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 ,
đáp án B 100, đáp án C 20 và đáp án D 40. Câu 36 được không ạ? Đáp án A là 80, đáp án B là 100, đáp án C là 20 và đáp án D là 40. Cái cách lưu như sau này. Chúng ta bấm đây này, dãy số, chúng ta bấm dãy dãy số này. 36, được chưa? 36, được chưa? Nghe này. 80, 100, 20, 40. Sau đó các em bấm shift store. Được chưa? Store A thì lúc đấy nó sẽ gắn vào A. Đúng không ạ? Khi nó gắn vào A chúng ta bấm gì nhỉ? Dấu băng hay là tắt máy thì được. Chúng ta tắt máy được. Thì sau đó chúng ta bật lên, đúng không? Bật on lên. Chúng ta bấm shift. Đúng không? À xin lỗi. Alpha A này, A này thì bằng. Chúng ta bằng lại. Thì chúng ta hiểu là A, câu này là câu số 36. Đúng không? Đáp án A là gì? 80, đáp án B là 100, đáp án C là 20 và đáp án D là 40. Đúng không? Đấy. Hoặc là thế này các em nhé, câu số 38 này chẳng hạn. Chúng ta nhìn thấy câu 38 ạ. 38 có 4 đáp án là gì ạ? 40, 35, 50 và 45. Thì câu số 38 này chúng ta làm như sau này. Đấy. Tất nhiên là thu luôn nhạc chúng ta lưu vào máy tính các em. Đấy, đúng không? Thu luôn nhạc chúng ta lưu vào máy tính. Thì chúng ta lưu sau này. Chúng ta bấm thay dãy số 38, 40, 35, 50 và 45. Các em bấm shift
store. Lúc này thầy lưu A rồi đúng không? Bây giờ thầy lưu B đúng không? Thì lưu B, thì thầy lưu B thì bấm dấu bằng cái. Thì sau khi thầy lưu vào B rồi nha các em, thầy sẽ tắt máy đi đúng không? Tắt máy đi. Tất nhiên là chúng ta tắt máy đi. Nhớ này, chúng ta phải tận dụng cả thời gian nó cho phạt đề, giảm thì cho phạt đề để làm nha các em. Đấy, rồi tận thậm chí là nhiều bạn còn tận dụng cả thời gian ra chơi ấy. Để là gì nhỉ? Ra chơi ấy các em ạ. Đấy, tiếp tục này. Vậy chúng ta bấm vào thầy Shift này. Đây chúng ta bấm alpha B này, bằng này, thì nó sẽ ra được cái đáp án mà chúng ta đã lưu lúc này. Chúng ta hiểu này, câu 38, đáp án A là 40, đáp án B 35, đáp án C 50 và đáp án D là 45. Lưu ý không được bấm Shift 9 3 bằng bằng hoặc không được bấm 11. Đó, 11 cùng hạn chế bấm nhé. Đấy, đây là cách thứ nhất. Cách thứ nhất, cách 1. Đúng không? Cách 2 này. Cách 2 ví dụ như mà chúng ta gặp những cái câu mà ví dụ câu này các em nhé. Câu 33 này nha. Câu 33 này, các em nhìn thấy đáp án này. 2,74 nhân 10 mũ 6. 2,74 nhân 10 mũ 12. 1,71 nhân 10 mũ 6. 1,71 nhân 10 mũ 12. Thì chắc chắn là chúng ta không dùng được cách lúc này mà thầy vừa bày chúng ta để lưu được đúng không? Vậy chúng ta phải dùng một cách khác. Vậy cách 2 của thầy là như sau. Hoặc là ở câu 34 này nha các em. Câu 34 này thì chúng ta nhìn thấy là ở chỗ này là đáp án câu này là căn 2 trên 2 này. Đáp án chỗ này là căn 2 trên 4 này. Đáp án chỗ này là căn 3 trên 4 này. Còn đáp án chỗ này là căn 3 trên 2. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn thấy là gì đấy? Câu 34 và câu 33 này thì không thể dùng cái cách lưu như cách lưu như lúc nãy được. Mà các em cần phải dùng cách lưu khác, đúng không? Với cách lưu khác như sau này. Chúng ta nhìn thấy đây, như sau này. Chúng ta sẽ bấm cho thầy là 1 6. 1 6 thì nó ra mặt trận A, mặt trận B, mặt trận C và mặt trận D. Được chưa? 1 6 này. Chúng ta bấm 1 6 xong thì các em sẽ bấm là chúng ta bây giờ là thích lấy mặt trận nào cũng được. 1 2 3 gì được. Chúng ta bấm dây số 1 để chúng ta lấy mặt trận A. Thì sau khi chúng ta bấm ra được số 1 thì chúng ta sẽ có các cái mặt trận là gồm có 4 x 4, 4 x 3, 4 x 2 và 4 x 1. Thì mặt trận là gì? Mặt trận là thế này nha các em. Ví dụ như là 4 x 4 thì nó sẽ có 4 cột. 4 cột và 4 hàng. 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng. Đấy, 4 cột, 4 hàng. Đúng không? Ví dụ như là 4 x 3 thì nó sẽ có là đấy, nó sẽ có là gì nhỉ? 4 x 3 thì nó sẽ có là 3 cột và 4 hàng. Đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ nha, chúng ta sẽ sử dụng là 4 x 4, mặt trận 4 x 4. Vậy để biết được mặt trận 4 x 4 thì các em sẽ bấm phím gì ạ? 1, đúng không? 4 1 đúng không? Chúng ta bấm 1 cho thầy. Vậy chúng ta nhìn này. Chúng ta thầy bấm lại từ đâu nhá? Bấm này. 1 6 để ra mặt trận, bấm 1. Bấm 1 tiếp bởi vì chúng ta nhìn thấy 4 x 4 là 1 đúng không? 1 đúng không? Thì nó hiện ra một mặt trận. Thì mặt trận này thầy sẽ lưu này. Giả sử thầy lưu câu câu 33 này nhá. Thầy lưu là 2,74 nhân 10 mũ 6, thầy bấm là 2,74 nhân 10 mũ 6. Đúng không? Thì nó sẽ bấm bằng cái. Chúng ta nhập chứ nhập hệ. Bấm bằng cái thì đây là đáp án A cái này. Nó next sang đây là chúng ta hiểu đấy là đáp án B. Vậy đáp án B ở đây là gì ạ? 2,74 nhân 10 mũ 12. Đấy chưa? 2,74 nhân 10 mũ 12. Bấm bằng cái, đúng chưa? Rồi tiếp tục đáp án C là 1,71 nhân 10 mũ 6. 1,71 nhân 10 mũ 6. Bấm bằng cái nữa, đúng chưa? Chúng ta lưu tiểu là 1,71 nhân 10 mũ 12. 1,71 nhân 10 mũ 12. Bấm bằng cái này. Thì lúc đấy chúng ta nhìn thấy là ở cả cái hàng tế này các em này, chúng ta đã lưu đáp án là A, B, C. Đúng không ạ? A, B, C. A này. Đúng không ạ? Đến B các em này. Rồi đến C này. Rồi đến gì này? D. Đúng không? Tức là chúng ta đã lưu được một câu. Và trong mặt trận này thì nó có là 4 nhân 4. Nên chúng ta sẽ lưu được 4 câu. Được chưa em nhỉ? Vậy chúng ta mang đếch xuống này. Chúng ta nhìn thấy này. Đếch xuống này. Đúng không? Đếch xuống này. Thì chúng ta lưu sang câu... giả sử chúng ta lưu tiếp cho thầy câu số 34 này. Câu số 34 này chúng ta lưu này. Đầu tiên là căn 2 trên 2 này. Căn 2 chia 2 này. Đấy, thầy bấm ngập. Căn 2 chia 2 này. Căn 2 chia 2 được chưa em nhỉ? Được chưa? Đáp án B là căn 2 chia 4 này. Đấy, thầy nhắc sang bản này. Căn 2 này chia 4. Đúng không ạ? Đáp án C là căn 3 chia 4. Căn 3 này trên 4. Đúng không? Đáp án D là gì ạ? Căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2 chia 2.
đúng không ạ? Căn 3/2 đấy, bấm nó bằng, tức là thầy lưu nhầm rồi đây, đấy phải là đáp án A phải nằm ở đây đúng không? Đấy thì lưu nhầm, chúng ta để thằng này lên, bấm cái này là không bằng đúng không? Để cái này lên đây. Đấy là đáp án A này em, đáp án A đứng ở trước này đúng không ạ? A đến B đến C đến D này. Đấy, giả sử như vậy đúng chưa? Đấy thì chúng ta nhìn thấy này, tiếp tục thì chúng ta còn hai câu để lưu nữa đúng không? Thầy sẽ lưu đài hai câu nào đấy nhá, câu này đi đúng không? Câu câu này chẳng hạn, 80, 120, 140 chẳng hạn nhá. Đây này, đáp án A này, lấy sao đáp án A này, 20 này bằng này, rồi là gì ạ? 100 này bằng này, rồi là gì ạ? 20 này. À, đầu tiên là 80 bằng, đáp án A là 80 đúng không? 80 bằng này, bằng này, 100 bằng này, đáp án C là 20 này bằng này, và đáp án D là gì đấy? 40 bằng. Đấy thì chúng ta tiếp tục nhé. Đây tiếp tục này, rồi là đáp án cậu giả sử có 37 chẳng hạn, 37 nhá, 50, 60, 70 và 40, cái em lưu này, 50 bằng này đúng không, 60 này bằng này đúng không, 70 này bằng này và 40 này bằng này. Vậy là chúng ta đã lưu 4 câu ở trong ma trận này đúng không ạ? 4 câu ma trận này thì sau khi 4 câu lưu chúng ta bấm cho thầy dấu băng, nhớ là bấm dấu băng nhá, bấm dấu băng để cho nó lưu nhá. Chúng ta bấm cho thầy mấy dấu băng được, băng đi để cho nó lưu đúng không? Sau đi lưu xong này kém bấm on này đúng không? Chúng ta bấm shift ac này, tắt đi này đúng không ạ? Thì cho dù chúng ta có tắt đi chăng nữa thì bây giờ làm sao để gọi lại được cái thằng kia, để gọi lại như sau này, kém bấm thêm shift 4. Lúc này chúng ta lưu vào ma trận A đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy ma trận A đây là số 3 đúng không? Vậy thì sau khi lưu xong chúng ta bấm cho thầy 3 bằng. Đấy thì các em ra được tất cả những cái con, những tất cả những cái câu mà đáp án chúng ta lưu lại lúc này. Đúng rồi em nha. Đấy, A là 2,7 nhân 10 mũ trừ 10 mũ 6 này, B là 2, nhân 10 mũ 12 này, vân vân, được không ạ? Đấy, A B C. Chúng ta hiểu chưa? Đây chính là gì nhỉ? Đấy, thì đây là cái cách lưu đáp án. Đấy, và chúng ta nhớ là vào phòng thi thì ở giờ hóa và giờ sinh, ví dụ bạn nào thi khảo khối A1 ấy thì chúng ta nhớ là sau khi làm xong lý rồi thì hóa thì chúng ta làm ít thôi, làm để đủ điểm tốt nghiệp thôi đúng không? Không cần chứng minh cho thiên hạ là chúng ta giỏi đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp thôi, còn chúng ta dành thời gian để mà làm sao em nhớ lại đề và làm sao nhỉ? Nhớ lại đề và chúng ta là làm gì ạ? Chúng ta làm rồi sau đó tô lại đúng không ạ? Đấy, nhớ này, đây là Vinacan nhé em, đây là Vinacan. Bây giờ thầy sẽ bày cho cái cách lưu ở bên Vinasoil. Nhớ là thầy đã bày hai cách rồi nhá. Những bạn nào mà chưa quen thì có thể xem về tường rồi sau đó xem lại nhá các em. Thầy xem xong thì thầy sẽ lái xong thầy sẽ ẩn đi. Thầy nói làm cách nữa, nó mà làm một lần nữa này. Đặc biệt chúng ta không được bấm shift 93 băng băng đâu nhá. Chúng ta mà bấm shift 93 băng băng là lúc đấy chúng ta gọi lại là không được, shift 4. Shift 4 là không được đâu nhá các em. Không lưu được đâu các em ạ. Đấy. Nhớ đề sao nổi các em. Nhớ đề thì các em bằng cách đó là gì nhỉ? Chúng ta đọc đề khi trong quá trình chúng ta làm không ra ấy, thì nó cũng đã đi vào tiềm thức cái đề đấy rồi các em. Đấy, thầy tin chắc là như vậy. Đấy. Bây giờ thầy sẽ chạy sang Casio nhá. Casio thì cũng tương tự thôi. Nhưng Casio thì có là đặc điểm như thế này, đây Casio. Đấy, cái này thầy gọi cái này là Vinasoil đấy. Vinasoil nó không lưu được như Vinacan. Vinacan nó hiện đại hơn Vinasoil. Đấy chưa? Thì mình nhìn thấy này. Thì cách lưu của Vinacan cách lưu của VN Plus thì cũng vậy thôi. Thứ nhất là thầy reset máy đây nhá, shift 93 bằng bằng. Giả sử như thầy muốn lưu cái câu số 38 này, đúng không? Thì chúng ta cũng bấm là chúng ta bấm thế này, câu số 38 này. 38 bấm thầy dạy số là 38 phẩy gì đấy? 40 35 50 45. Tức là chúng ta hiểu câu số 38 đáp án A 40, đáp án B 35, đáp án C 50, đáp án D 45. Chúng ta bấm dây shift store, bấm cho thầy A đúng không? Thì nó sẽ gắn vào A. Sau khi gắn vào A xong thì các em bấm cho thầy phím on, shift AC gì đều được hết. Nhớ là không được bấm gì ạ? Shift 93 bằng bằng đâu nha các em. Thì các em bấm thầy này. Đây, A bằng. Thì ở đây tất nhiên là chúng ta thực hiện rất nhiều bước tính đi. Rất nhiều bước tính loan thì cả lên đúng không? Đấy, nhưng mà lúc này chúng ta đã lưu vào A rồi thì chúng ta gọi lại nó bằng cách là alpha A bằng, thì nó vẫn giữ cho các em đáp án như cũ 38 phẩy gì đấy ạ?
40, 35, 50 và 45. Được hiểu là câu số 38, đáp án A là 40, đáp án B là 35, đáp án C là 50 và đáp án D là 45. Đúng chưa các bạn nha? Đấy. Đấy, rồi tiếp nhé. Thế thì giả sử như thằng này lưu bằng ma trận thì lưu thế này thôi. Lưu bằng ma trận này thì lưu như thế này. Ma trận thì có đang chúng ta bấm ra cho thầy nè, 16, nó cũng là 16, nó giống như Vinacan thế ạ. Đúng không ạ? Thì Vinacan thì chúng ta bấm này, bấm tiếp 1 để được ma trận. Thì ma trận ở trong Vinacan ấy, à xin lỗi, ma trận ở trong VN Plus ấy thì nó lại không có ma trận 4x4 mà nó chỉ có ma trận 4 nhân diện. Xin lỗi, chỉ có ma trận tối đa là 3x3 thôi. Nghĩa là chỉ có 3 hàng 3 cột. Được chưa? Vậy thì 3 hàng 3 cột chúng ta làm như sau này. Nghe này. 3 hàng 3 cột chúng ta làm như sau nha các em. Đây. Đây, 3 hàng 3 cột chúng ta làm như sau này. Trừ 3 hàng 3 cột thì các em nhớ này, đây là 3 cột này. Đúng không? 3 hàng này. Thì chúng ta chỉ lưu được giả sử như câu số bao nhiêu đây, chúng ta chỉ lưu được đáp án A, đáp án B, đáp án C, còn đáp án D không lưu được. Đúng không? Giả sử như thầy bấm là chúng ta biết là 3 nhân 3 đấy là 1 đúng không? Bấm 1 này, đúng không? Chứ giả sử chúng ta lưu cho thầy câu số 36 này. Câu số 36 này đáp án A là 80 này. Đúng không? Bằng này. Đáp án B là gì ạ? 100 này. Bằng này. Đáp án C là gì ạ? 20 này. Bằng này. Còn đáp án D không lưu được nữa. Thì lưu ý, đáp án D không lưu được nữa thì lát nữa chúng ta giải ra đáp án mà không có một trong ba đáp án này thì chứng tỏ câu đấy đáp án là D. Cô hiểu thầy chưa ạ? Đấy, hiểu thầy chưa đấy không ạ? Nếu như không có đấy, được không ạ? Thì đáp án câu đấy là D. Được các em nha. Đấy, tiếp nhé. Giả sử như thầy muốn lưu câu số 2 thì nhon nhảy xuống hàng số 2 đúng không? Lấy lưu tiếp này, đáp án A này. Lưu với thầy là câu số 37 đi, 50. Đúng không? Rồi là 60. Rồi là 70. Rồi là 40 không lưu được nữa. Thì giả sử như lát nữa giải ra câu 40 thì lúc đấy đáp án của nó sẽ là đáp án D. Còn nếu như chúng ta giải ra được 50 thì đáp án A, 60 đáp án B, còn 70 thì đáp án C rồi, đúng không? Rồi tiếp tục câu này này, câu 40 này này. À đâu, câu 38 này này. Câu 38 này thì đáp án câu này là A là 40, B là 35, C là 50 và D là 45 đúng không? Vậy chỗ này sẽ là gì? Thầy bấm là 40 này. Bằng này. 35 này, bằng này, 50 này, bằng này. Đấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ làm sao? Lưu được ma trận này. Bấm ấn cho thầy dấu bằng vào. Đúng không ạ? Bấm on, shift, AC, tắt máy bình thường. Đúng không? Rồi sau đó chúng ta bấm thêm là gì ạ? Shift 4. Lúc này chúng ta lưu vào ma trận A đúng không? Thì chúng ta bấm là shift 4 3. Đấy chưa? Thì đó là ma trận A bằng cái. Thì nó ra được tất cả những đáp án mà chúng ta lúc này chúng ta đã lưu. Chúng ta hiểu chưa ạ? Đấy, đó là Vina và VN Plus. Đúng không? Còn chúng ta nhớ là tốt nhất là nên trước khi đi thi thì nên mượn hoặc là thuê máy tính VN và Vinacan để chúng ta đi thi. Đấy. Có nhiều bạn hỏi thầy là gì nhỉ? Sắp tới thầy mở cái lớp tổng ôn lý thuyết vào hôm nào? Thì nhiều bạn hỏi thầy thì nhớ là thầy có một cái buổi tổng ôn lý thuyết vào buổi sáng. Sáng các thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, chỉ học một trong những cái thứ này thôi, một trong những thứ này thôi, và lý thuyết đấy 4 tiếng, 4 giờ liên tục từ 8 giờ đến 11 giờ, và lý thuyết này thầy nói liên tục trong vòng 4 tiếng. Hôm đấy là các bạn chỉ đi ghi âm thôi, được chưa? Rồi sau đó về nhà nghe lại, thầy nói toàn bộ lý thuyết của chương trình vật lý 12. Thì những bạn mà chưa học lý bao giờ hoặc là những bạn đã học lý rồi thì những bạn chưa học lý bao giờ thì dùng để gì ạ? Chinh phục tốt nghiệp. Còn những bạn mà đã học lý rồi thì có thể làm sao? Gì nhỉ? Có thể ôn lại trước khi đi thi, đúng chưa? Thì đấy là thầy vừa bày cho các em cái cách mà gì đấy ạ? Lưu đáp án trong đề thì nhớ là tại sao chúng ta phải lưu. Thì lưu đáp án để làm sao các em nhỉ? Để khi mà chúng ta đi thi ấy thì chúng ta có giờ hóa hoặc giờ sinh rảnh, chúng ta có thể nghỉ nhớ lại câu hỏi mà chúng ta đã làm ở bên lý và làm lại. Đúng chưa các bạn? Đó là tại sao phải lưu đáp án. Được chưa? Thì các em nhớ là có thể xem về tường và xem lại, còn thầy sẽ ẩn đi cho các em. Được chưa ạ? Rồi, thầy trong thời gian có vài tuần sắp tới nữa thì thầy chúc các em sẽ gì nhỉ? Học tập nó hiệu quả nhất có thể. Và chúc các em nó hoàn thành được kỳ thi sắp tới. Nó làm sao nhỉ? Nó có được cái kết quả cao nhất trong kỳ thi. Được chưa? Đại học thì nó chỉ chiếm 10% sự thành công của cuộc đời thôi, nhưng mà nó cũng phải cố gắng nhé các em. Đấy. Giải lao 10 phút
nhớ là kể cả giải lao 10 phút thì chúng ta người ta thì có thể đi giải lao, còn mình ấy thì phải tập trung mà ngồi mà suy nghĩ, ngồi mà nghỉ 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 anh chị em nha, không được uổng phí thời gian ở trong đề thi bất cứ 1 giây hoặc 1 phút nào, hiểu thầy chưa? Đấy, sắp tới thầy sẽ có những cái buổi livestream dạy cho em lý thuyết hoặc là chỉ cho em cái cách làm ở trong gì nhỉ, đấy, cách làm ở trong phòng thi, được chưa? Thì thầy sẽ thông báo sau, được không ạ? Còn bây giờ thì muộn rồi, thì thầy sẽ chúc các em học tốt và ngủ ngon, sáng mai dậy sớm để mà học. Đấy, thầy chào các em nhé. Đấy.